Tập 12. Phu nhân, ngươi khoan hãy nói đã. Tất cả đợi lão gia về đây rồi hẳn nói. Hằng nương, nàng đột nhiên kêu Văn Thúc đến nhà môn tìm ta, nói là có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Thật ra là chuyện gì? Lão gia, trước đó chàng nói với thiếp, chuyện của tiểu điệp giao cho thiếp toàn quyền quyết định, có phải vậy không? Đúng vậy, nhưng bây giờ tiểu điệp cổ... Lão gia, chàng coi đi, chàng quan tâm đến nó cỡ nào, rất nghĩ cho nó. Có điều chàng yên tâm, hôm nay thiếp không có ý đuổi nó ra khỏi nhà. Vì chuyện quan trọng mà lúc nãy nàng nói muốn tuyên bố chỉ là... Thiếp quyết định hôm nay thiếp sẽ nạp tiểu điệp làm thiếp cho lão gia. Hằng nương, rốt cuộc nàng cũng thông suốt đồng ý nạp tiểu điệp sao? Cho dù thiếp không đồng ý thì cũng không được. Tiểu điệp đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân. Ngươi không cần đa tạ ta. Là lão gia muốn nạp ngươi làm thiếp, là lão gia đã cầu xin giùm ngươi. Nếu ngươi muốn đa tạ, đa tạ lão gia là được rồi. Được. Tiểu điệp đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Không tính chuyện cũ, chấp nhận tiểu điệp. Tiểu điệp à, chỉ cần sau này ngươi chăm sóc lão gia cho thật tốt, giúp Hồng gia khai chi tán diệp thì ta đã yên tâm lắm rồi. Văn Thúc, dọn dẹp căn phòng trước đó của Bảo Đới, sau này cưới cho tiểu điệp ở đó. Dạ biết phu nhân, đi thôi. Dạ. 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 Đa tạ phu nhân. Còn kêu là phu nhân, kêu tỷ tỷ là được rồi. Tỷ tỷ. Hằng nương, đa tạ nàng đã rộng lượng. Ta hứa với nàng, cho dù tiểu điệp có làm thiếp, giúp Hồng gia chúng ta kế tục hương đăng, ta vẫn sẽ giống như xưa, tốt với nàng, yêu thương nàng. Chỉ cần có câu nói của chàng thì được rồi. Tiểu điệp. Hả? Phu nhân. Ê, tiểu điệp à, bây giờ muội cũng đã là thiếp của lão gia rồi thì không cần phải hầu hạ cho ta giống như lúc trước nữa đâu. Chỉ cần là sau này muội hầu hạ tốt cho lão gia là được. Dạ biết phu nhân. Còn gọi ta là phu nhân nữa. Tỷ tỷ. Vậy thì đúng rồi. Nè, ngồi đi. Tỷ tỷ, không lẽ tỷ thật sự không trách tiểu điệp tha thứ cho muội rồi sao? Chuyện tới nước này, ta còn có gì để mà oán trách nữa. Muội đã làm được chuyện mà ta không thể làm cho Thiên Phúc, giúp Hồng gia khai chi tán diệp. Chỉ cần Thiên Phúc tốt, ta sẽ tốt. Vì Thiên Phúc, ta có cái gì không thể nhường, có cái gì mà không nhịn được chứ. Tỷ tỷ, mạng của tiểu điệp là do tỷ lượng về. Tỷ đã cho muội ở lại Hồng gia, không có đuổi muội đi. Muội đã thấy cảm kích tỷ lắm rồi. Được rồi, khoan hãy nói nhiều như vậy đã. Bây giờ chuyện muội cần làm nhất chính là phải chăm sóc thật tốt đứa nhỏ trong bụng mình và giúp Thiên Phúc sinh một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh hơn người. Dạ được tỷ tỷ. Thiên Phúc, vậy rồi sao? Đang nói gì vậy? Thiếp đã nói với tiểu điệp, trước đó bọn thiếp đến đại tướng quốc tự thắp hương cầu bình an, miếu chúc ở đó đã nói tiểu điệp của chúng ta là mạng đại phú đại quý được gả vào trong nhà quan lớn.
Nói đúng lắm. Chàng hãy coi đi, Tiểu Điệp nhà chúng ta không những thực hiện được ước nguyện, còn có luôn cốt nhục của Hồng gia chúng ta. Đúng thật là sông Hỷ Lâm Môn mà. Cho nên thiếp thương lượng với Tiểu Điệp, bọn thiếp muốn chọn một ngày lành tháng tốt, tới lúc đó đi thắp hương trả lễ. Ừ, phải đó, đúng là như vậy đó lão gia. Nói cũng có lý. Vậy hai nàng chọn ngày nào đó đi đáp tạ thần ân đi. Liễu Trung, thí má của năm nay cũng đã phải đến kỳ nộp rồi, ông mau sắp xếp lại đi. Dạ đại nhân. À phải rồi, Trương Đạo Ninh mất tích bấy lâu, hiện tại tình hình sao rồi? Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã phái thêm người điều tra cho tới cùng, nhưng tới đây vẫn không có tin tức gì bật dấu âm tính. Khởi bẩm đại nhân, gần đây trong Đại Tướng Quốc lại có tin có cô gái bị mất tích. Đại Tướng Quốc Tự, có biết thân phận của cô gái mất tích không? Theo tin tức truyền tới, hình như cô gái mất tích là tiểu thiếp Tiểu Điệp của đại nhân. Thằng Nương. Lão gia. Liễu Trung, Trương Đạo Ninh có thể dân còn trong tự, phái người lục xét, nhất định phải bắt được Trương Đạo Ninh, cứu Tiểu Điệp ra. Tuân lệnh đại nhân. Thằng Nương. Nè, đi theo ta. Không sao. Lão gia, đừng trách thiếp không tốt, đừng trách thiếp không có dường Tiểu Điệp cho thật đàng hoàng, mùi ấy mới. Thằng Nương, nàng đừng khóc, chuyện này không thể trách nàng được. Đừng trách thiếp, nếu như không phải thiếp cứ muốn thắp hư cầu phúc, Tiểu Điệp mùi ấy không cần. Tiểu Điệp, đều tại thiếp. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp. Nàng yên tâm đi, ta đã phái người lục xét rồi, có lẽ sẽ tìm được Tiểu Điệp nhanh thôi. Không sao đâu, không sao đâu. Thằng Nương, ta đưa nàng về nghỉ ngơi trước được không? Nàng khoan đau lòng đã. Thằng Nương, tình hình lúc đó rốt cuộc là thế nào vậy? Hôm đó Tiếp và Tiểu Điệp đi thắp hương, đột nhiên lại nổi lên một cơn gió rất mạnh. Gió mạnh đến nỗi Tiếp không thể mở mắt ra, đợi khi hết gió rồi thì lại không thấy Tiểu Điệp nữa. Tiếp tìm khắp nơi cũng không tìm ra mùi ấy. Tại sao tình huống lại giống hệt như những vụ mất tích trước đây vậy? Nếu nói như vậy, không phải Tiểu Điệp sẽ giữ nhiều lành ít sao? Được rồi, đây đều là những chuyện ngoài ý muốn, nàng thực chất đâu thể nào khống chế được, nàng đừng đau lòng nữa. Lúc nãy Lưỡng Trung đánh báo nói ở Đại Tướng Quốc Tự không có tung tích của Tiểu Điệp, nhưng mà máy đã phái người lục xét trong thành rồi. Bây giờ ta đi hỏi máy coi tra tới đâu rồi, nàng đừng lo. Bước tiếp theo cô có dự tính gì? Thù của cô đã trả được rồi, cô có chịu rời bỏ Thiên Phúc để đến với tôi không? Tuy Thiên Phúc đã từng phản bội tôi, nhưng chàng đối xử với tôi không tệ. Hơn nữa bây giờ tôi đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, có lỗi với Hồng gia như vậy, tôi muốn tạm thời ở lại bên cạnh Thiên Phúc có được không? Địch Lương, cho tôi thêm một chút thời gian, cố gắng đợi tôi, được không? Không sao hết, đã lâu như vậy cũng chờ đợi được, cũng không gấp gáp gì. Hành Đương, tôi nói cho cô biết, bất luận đợi bao lâu tôi đều đợi. Đại nhân. Liễu Trung, có tin của Tiểu Điệp chưa? Bẩm báo đại nhân, chúng tôi phát hiện ra ở bên bờ hồ có xác một cô gái. Hả? Nhìn hình dáng và gương mặt đích thực có chút giống Tiểu Điệp, chỉ là chúng tôi tạm thời không thể nào xác nhận, cho nên muốn mời đại nhân đích thực tới đó coi thử. Ở phía trước à? Tiểu Điệp, tại sao nàng lại ra nông nỗi này chứ? Rốt cuộc là ai? Những tầm độc ác ra tay giết hại nàng chứ? Rốt cuộc ai là hung thủ? Biết kẻ nào là hung thủ. Mở mắt bà ta lại.
Hằng nương. Thi Phúc dặn về ra. Ta đã tìm được Tiểu Điệp. Cha tìm được Tiểu Điệp rồi. Mùi ấy ở đâu? Bây giờ ra sao rồi? Tiểu Điệp cổ. Mùi ấy sao rồi? Chậm mau nói đi. Cô chết rồi. Đã chết rồi. Mọi người phát hiện mùi ấy ở chỗ nào? Buổi trưa hôm nay, có một ông lão phát hiện Tiểu Điệp ở bên hồ. Khi quan binh nghe tin chạy tới đó, phát hiện Tiểu Điệp đã không còn thở nữa. Rốt cuộc là ai? Ai có mối thù sâu nặng với Tiểu Điệp chứ? Tiểu Điệp thật sự chết rất thảm. Hồng Thiên Phúc ta nhất định trả thù cho nàng. Thiên Phúc, chuyện tới nước này cũng chỉ biết đừng quá đau buồn thôi. Tiếp thấy chàng như vậy, tiếp rất là đau lòng. Chàng đừng bao giờ vì chuyện lần này mà hành hạ sức khỏe của mình đó. Được. Được. Ủa, Hằng nương. Sao lại không thấy nàng cài cây trâm mà ta đã chính tay làm cho nàng vậy? Hình như là đã không thấy mấy ngày nay rồi. Có lẽ là đã rớt mất rồi. Trước đây nàng rất coi trọng cây trâm đó mà. Trước đây ta muốn bỏ đi tặng cho nàng cây mới, nàng cũng kiên quyết không chịu đổi. Tại sao bây giờ đột nhiên biến mất? Vậy mà nàng không phát hiện ra sao? Thiếp thật sự không biết rớt chỗ nào nữa. Tại sao lại ở chỗ của chàng? Nàng còn hỏi ta? Chẳng lẽ bản thân nàng không biết? Thiếp không có biết. Nàng còn xảo biện. Vậy để ta nói nàng biết. Cây trâm này là đích thân ta đã tìm được trên người của Tiểu Điệp. Trên thi thể của Tiểu Điệp ta không tìm được bất cứ khả nghi nào. Duy nhất chỉ có cây trâm này là được cô ấy nắm chặt trong tay. Hằng nương, nàng có thể nói ta biết tại sao không? Thiếp không có biết nữa. Nàng nói không biết. Tới bây giờ nàng không thừa nhận nàng là hung thủ đã giết chết Tiểu Điệp sao? Thiếp không có. Chàng đừng vu oan cho thiếp. Ta vu oan nàng? Hằng nương, sao bây giờ nàng lại đột nhiên trở nên nhẫn tâm độc ác, trở nên đáng sợ vậy chứ? Thiếp giết người cũng không thừa nhận. Thiếp không có. Thiếp không có giết người. Cũng tại nó, là nó tội đáng phải chết. Chính là nó muốn giành chàng từ bên cạnh thiếp. Thiếp kêu nó đi mà nó lại không đi. Cho nên không phải thiếp cố ý đâu. Không phải là thiếp cố ý đâu. Là nó đã ép thiếp. Là nó đã ép thiếp. Tỷ tỷ, không phải chúng ta phải tới Đại Tướng Quốc Tự cầu phúc sao? Sao lại đến chỗ này? Cầu phúc hả? Ngươi cho rằng ta thực sự cho ngươi làm tiếp của Thiên Phúc, giúp Hồng Gia khai chi tán diệp, là một bảo đế thứ hai hay sao? Ngươi cũng nghĩ ta ngu ngốc quá đó chứ? Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy? Hôm qua không phải tỷ đã hứa với muội rồi sao? Tại sao hôm nay lại thay đổi rồi? Nha đầu ngốc, đó chẳng qua là ta gạt Thiên Phúc mà thôi. Bộ ngươi tin thật đó sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi biết điều thì lập tức cút cho ta. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không đừng trách ta vô tình. Tỷ tỷ, trước đây tỷ rất đơn thuần, rất hiền lành. Tại sao lại trở thành như ngày hôm nay, nham hiểm độc ác, lạnh nhạt vô tình như vậy chứ? Tỷ tỷ, ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, ngươi không xứng. Hiền lành? Ngươi nói hiền lành với ta? Trước đây ta quá ngu ngốc, cho nên mới bị người khác lợi dụng hết lần này tới lần khác. Bảo đế như vậy, cả ngươi cũng như vậy nữa. Cho nên lần này ta sẽ không cho ngươi đắc ý đâu. Vậy tỷ muốn làm gì đây? Ta muốn làm gì
Ta muốn người cút đi. Đừng mà. Ngươi, ngươi phải lỗi gì để làm gì? Tỷ tỷ, người cút đi cho đừng ta. Mà. Cút đi. Tỷ tỷ, cút đi. Đừng mà. Hằng Nương, nàng thật sự là quá đáng mà. Thiếp, thiếp không có. Là nó tự mình té xuống dưới đó. Là nó, là nó không cẩn thận thôi, không liên quan đến thiếp mà. Hằng Nương à, từ khi nào nàng trở nên không hiểu tình người, trở nên nham hiểm độc ác vậy chứ? Thiên Phúc, tất cả việc mà thiếp làm đều là vì chàng thôi. Đúng, đúng, là chàng. Tất cả đều phải trách chàng. Không phải bởi vì chàng hết lần này tới lần khác nạp thiếp, thiếp không cần trở nên như bây giờ. Cho nên đều là chàng, là chàng. Chính là chàng hại thiếp ra nông nỗi như vậy. Là chàng đã ép thiếp. Nàng cũng muốn xảo biện. Tất cả những chuyện nàng làm đúng là làm cho ta đau lòng vô cùng. Đừng, đừng mà. Bây giờ cuối cùng ta cũng biết chân tướng sự việc rồi. Là nàng, là nàng đã nhẫn tâm độc ác giết chết Tiểu Điệp. Không phải thiếp, không phải. Ta tên là Quyền Lệnh, càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyệt đối không thể coi như không có gì. Cho nên hôm nay nàng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Hôm nay ta nhất định phải bắt nàng về quy án. Theo ta, cứu tôi với. Theo ta tới nhà môn. Đi, cứu tôi với. Theo ta đi. Theo ta đi. Đi. Thiên Phúc, Thiên Phúc. Thiên Phúc. Thiên Phúc. Ta giết người rồi. Ta giết chết Thiên Phúc rồi. Ta phải đi tìm Địch Lương. Địch Lương có thể giúp ta. Hằng Nương, có chuyện gì vậy? Địch Lương, hả? Địch Lương, có chuyện gì? Thiên Phúc chết rồi. Thiên Phúc chàng chết rồi. Được rồi, khoan khóc đã mà. Từ từ nói. Tôi chú cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Chàng đã biết được chân tướng. Chàng biết tôi không cẩn thận đẩy Tiểu Điệp rơi xuống vực thẳm. Chàng nói phải bắt tôi. Chàng phải bắt tôi. Được. Vậy cô nói cho tôi biết Hồng Thiên Phúc đã chết như thế nào? Chàng muốn bắt tôi. Tôi đã dùng vậy. Tôi không có ý đâu. Tôi không có biết cái gì hết. Tôi không cẩn thận đã lấy cây trầm đâm vào tim của Thiên Phúc. Địch Lương, Quỳnh nói cho tôi biết đi. Tôi phải làm sao đây? Hằng Nương, cô không cần phải sợ. Cô nghe tôi nói, nếu trái tim Thiên Phúc đã không còn ở chỗ của cô, hắn có thể lừa gạt cô, phản bội cô, chung sống với nha hoàng của cô. Điều đó chứng minh tất cả. Nhưng bây giờ tôi đã giết người. Tôi không những đã giết chết Tiểu Điệp, tôi còn giết chết Thiên Phúc. Tôi giết chết Thiên Phúc rồi. Cô nghe tôi nói đi. Nếu như cô đồng ý ở bên cạnh tôi, bất luận cô xảy ra chuyện gì, tôi cũng thay cô gánh vác. Tôi sẽ che mưa che gió cho cô, không để cho cô chịu đựng phong ba bão táp nữa. Nhưng mà bây giờ quan phủ đang truy bắt tôi. Tôi đi được ở đâu? Tôi có chỗ nào để đi chứ? Trời đất rộng lớn, đâu đâu cũng là nhà của chúng ta. Chỉ cần là cô cam tâm tình nguyện yêu tôi, thì tôi có một cách này để giải quyết. Được. Địch Lương, tại sao bây giờ Quỳnh lại dẫn tôi tới Đại Tướng Quốc Tự vậy? Tôi sợ dĩ dẫn cô tới đây là bởi vì tôi có một bí mật muốn nói cho cô biết. Bí mật? Là bí mật gì? Tôi không phải là một người phàm. Tôi là một con hồ tiên. Quỳnh...
Quyên là một hầu ti, vậy tại sao Quyên lại muốn ở bên cạnh tôi? Giống như những gì trước đó tôi nói với cô, từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã nhất kiến chung tình với cô. Vì muốn được ở bên cạnh cô, tôi cam tâm từ bỏ tất cả mà bản thân đang có, bao gồm tài sản của tôi, thân phận hộ tiên của tôi. Nhưng mà tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi không đáng để Quỳnh làm như vậy. Chỉ cần hàng nương cô thật lòng thật dạ yêu tôi thì đều là đáng hết. Địch Lương, tôi thực sự đa tạ Quỳnh. Tôi đa tạ Quỳnh vì tôi đã bỏ ra tất cả. Tất cả sự hy sinh Quỳnh dành cho tôi khiến tôi thật sự rất cảm động. Cho nên Địch Lương, chỉ cần là Quỳnh thật lòng yêu tôi thì tôi có thể nói Quỳnh biết. Tôi thật lòng yêu Quỳnh. Vì Quỳnh, tôi đồng ý bỏ ra tất cả. Được, bây giờ tôi nói cho cô biết, kế lượng toàn kỳ mỹ mà tôi nhắc tới chính là cũng biến cô thành một con hồ tiên. Vậy sau này chúng ta không cần phải lo lắng sự truy đuổi của quan phủ nữa, tránh xa rắc rối của hồng trần, vui vẻ hạnh phúc sẽ cùng sống những ngày tháng thần tiên, chịu không? Nhưng mà tôi phải làm sao mới biến thành hồ tiên được? Pháp khí này chứa đựng pháp năng vô địch, có thể giúp cho cô đắc đạo thành tiên. Chỉ cần cô cho tôi uống máu của cô, sau đó thì cô uống ly máu của tôi thì pháp năng sẽ khởi động tiến hành tu luyện, giúp cho cô cũng sẽ biến thành một con hồ tiên. Cô có đồng ý chịu đựng chút đau khổ này không? Tôi đồng ý. Được, Hằng Nương! Nàng đừng tin lời của hắn, hắn đang gạt nàng. Thiên Phúc, chàng chưa có chết sao? Đây là quỷ kế mà ta với bà bày ra, cố ý giả chết để gạt nàng. Nàng đừng tin hắn, hắn không phải là người tốt. Các người đúng vậy, là kế ta bày ra chính là muốn Địch Luân tên yêu quái này lộ ra cái đuôi hồ ly của hắn. Các người đều đang lừa gạt tôi. Tôi sẽ không tin lời các người nữa. Tôi phải cùng Địch Lương mãi mãi bên nhau. Các người đừng hòng ngăn cản tôi. Đừng uống Hằng Nương. Hai tên ngu ngốc nhà ngươi không ngờ muốn ngăn cản kế hoạch của ta. Bây giờ Hằng Nương đã uống máu của ta, đã biến thành con rối của ta. Các người muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Huynh gạt tôi, Quỳnh cũng gạt tôi. Trăm mưu ngàn kế để chiếm được lòng tin của cô chính là muốn cô giúp ta tu luyện tiên pháp. Không lẽ cô cho rằng ta thật sự sẽ thích cô hay sao? Hằng Nương, nàng không sao chứ? Thiên Phúc, thiếp xin lỗi. Đừng nói xin lỗi nữa, là ta có lỗi với nàng. Thiếp xin lỗi. Tên yêu quái nhà ngươi, hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Có bản lĩnh thì ngươi đã tới lâu rồi, có cần phải đợi tới hôm nay không?
cuộc chiến hôm đó của chúng ta, ngươi không hề biết. Tuy rằng ta bị thương, nhưng không thấy ngươi xuất hiện. Không lẽ ta lại đoán không ra ngươi cũng đã bị thương? Nếu như ta đây đoán không sai, ngươi quay trở lại lâu rồi, chỉ là ngươi không biết nước cờ tiếp theo của ta là gì, cho nên ngươi mới không dám ra tay, có đúng không? Hồ ly thối, không ngờ đoán được tất cả. Đúng vậy, thật ra ta đã về từ lâu rồi. Ê! Hả? Chết rồi. Bây giờ đúng là có án mạng rồi, phải tính sao đây? Ai chà, chắc cũng coi là chuyện sống chết rồi đó chứ. Không được, ta phải lập tức thông báo quái mà bà. Không, đợi lát. Mạng người lớn hơn trời mà, cứu người trước quan trọng hơn. Bố ông không hả? Trên trời có quy định chúng ta không được can dự vào chuyện dưới phạm giới. Đây chính là ý trời, lỡ như phán quan trách tội tôi tính sao đây? Đâu có đúng đâu. Vậy ông nói phải tính sao? Vậy ông coi tính sao? Ông nói coi tính sao đi chứ. Tôi, ông chỉ biết gây rối thôi. Đi. Ừ đi. Ê trời ơi, ông làm thần tiên cứu gì vậy hả? Cả người cũng không chịu cứu. Ý chà, không phải là tôi không cứu, là tôi không thể cứu cổ. Đây là ý trời mà, ý trời khó cãi á. Bỏ đi, người chết không thể sống lại. Nhưng bây giờ phải tính làm sao đây? Ê trời ơi, không cần phải tính gì hết. Chuyện cũng đơn giản thôi mà. Ông im miệng cho ta đi. Ông còn nhiều lời vậy nữa hả? Có phải ông muốn nói tất cả mọi chuyện đều là cái tên yêu quái địch luôn làm hay không? Đúng, chính là cái tên yêu quái địch luôn đã làm. Bây giờ ông lập tức đi báo với quan binh, cứ nó ở đây phát hiện được một thể nữ, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Tôi đi thông báo quan binh hả? Trời cho tôi á hả? Ta phải ở lại đây đợi thiên phúc, không phải ông đi, không lẽ là ta đi hay sao? Đi đi. Trời ơi, ở phía trước à? Ta biết người này là hung thủ. Mà bắt bà ta lại. Quái bà, rốt cuộc lại đã hại tiểu điệp. Ta phải nói cho cậu biết một bí mật động trời này. Một bí mật động trời? Ta chỉ muốn đơn độc nói chuyện với cậu mà thôi. Liễu Trung, đại nhân, mau lui xuống đi. Lui. Dạ. Quái bà, bây giờ có thể nói rồi. Tiểu điệp là bị Hằng Nương giết chết. Tính cách của Hằng Nương sở dĩ đột nhiên thay đổi, hoàn toàn do phải chịu sự khống chế và sắp xếp của Địch Luân. Địch Luân? Chuyện này thì có liên quan gì tới hắn? Bởi vì hắn là hồ yêu, còn ta là hồ tiên. Những chuyện của hắn ta rõ như lòng bàn tay. Vậy Hằng Nương bây giờ không phải nguy hiểm sao? Thân phận hồ ly của Địch Luân vẫn chưa bị bại lộ, Hằng Nương tạm thời vẫn còn an toàn. Quái bà, cho dù tôi tin những lời bà nói, nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Khoan hãy kinh động đến Địch Luân đã, để tránh cua cây động rừng. Chúng ta phải tương kế tụ kế, đợi cái đuôi hồ ly của hắn ta lộ ra rồi chúng ta hãy ra tay đánh trả hắn. Quái bà nói tương kế tự kế, ý là chỉ chúng ta phải lừa Địch Luân. Việc đầu tiên là phải nghĩ cách gạt được Hằng Nương, sau đó mới dụ con rắn độc Địch Luân ra khỏi hang. Đợi Địch Luân cho rằng gian kế của hắn đã đạt được rồi, âm mưu của hắn sẽ bị bại lộ ra ngoài. Không phải thiệt. Thì ra các ngươi đang đợi ta lộ đuôi hồ ly ra, nói cho ngươi biết tất cả đã quá muộn rồi. Địch Luân, ta không để ngươi làm hại Hằng Nương nữa. Hãy
nương, là ta, ta là Thiên Phúc. Thiên Phúc, Thiên Phúc, Thiên Phúc chẳng sao rồi. Hằng nương ta không sao. Thiệp đánh chàng ra nông nỗi này sao? Không sao đâu. Hằng nương, điều là ta không tốt. Ta không nên vì chuyện kế tục hương đăng mà thấy mới nới cũ, nạp hết người này làm thiếp tới người kia làm thiếp, là ta đã sai rồi. Ta không trân trọng nàng cho tốt. Không, không, là thiếp đã tin làm kẻ xấu mới gây ra nông nỗi như ngày hôm nay, là thiếp không tốt. Hằng nương, nàng có nhớ cây trâm này, cây trâm mà ta chính tay làm cho nàng không? Ta hy vọng nàng sau này có thể giữ gìn nó đàng hoàng. Ngày trước ta từng nói ngươi đã đánh thắng ta, hôm nay ta sẽ trả lại hết cho ngươi. Hằng nương, Hằng nương, cô thấy sao rồi? Tôi không sao. Địch Lương đâu? Hắn đã tan thành mây khói rồi. Thiên Phúc, 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 cho tỉnh lại đi Thiên Phúc, Thiên Phúc. Quái bà bà, quái bà bà, tôi cầu xin bà hãy cứu Thiên Phúc đi, quái bà bà. Thiên Phúc đã chết rồi, không thể cứu được nữa. Sao Thiên Phúc lại chết chứ? Lúc nãy cô đã bị Địch Luân mê hoặc, sau đó ra tay giết chết Thiên Phúc. Thiên Phúc, Thiên Phúc, chàng tỉnh lại đi. Thiên Phúc, thiếp là Hằng nương. Người con gái giống như thiếp ở lại trên thế gian này cũng sẽ chỉ hại thêm nhiều người nữa.
tôi thì cứ chết đi cho xong. Cô không được chết. Tại sao tôi không được chết chứ? Lúc nãy tất cả những gì bà nói với tôi thật sự quá kỳ lạ, phi thường, khó mà tưởng tượng được. Ta cũng không ngờ rằng sở dĩ ta đến nhân gian này chính là muốn thay đổi cuộc đời của cô. Kết quả không ngờ lại khiến cho cô phải mất đi sự lương thiện và nhân tính đáng quý của trước đó. Quái bà, đây không phải là lỗi của bà, là tôi không chịu nghe lời bà mới tạo nên kết quả như ngày hôm nay. Không phải đâu. Cô chính là ta, ta chính là cô. Sở dĩ cô trở nên nông nổi như ngày hôm nay vì trong lòng cô có một quán khí. Không những trong lòng cô có quán khí, trên người ta cũng có quán khí. Tại sao quái bà lại nói như vậy? Bởi vì trong lòng ta luôn có quán khí, cho nên tuy rằng ta đã tu luyện thành tiên, nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào tiên giới, cho nên mới muốn trở lại nhân gian, muốn thử thay đổi cuộc đời của cô. Cũng từ đó mới gây ra quả vô cùng lớn trong đời này, kiếp này của cô đó. Tôi rất hối hận những gì mà tôi đã làm ra. Hiện tại trong lòng của tôi đã không còn oán khí nữa. Quái bà, chỉ cần tôi nhảy xuống dưới đó, đợi sau khi tôi chết đi tu luyện từ đầu, tới lúc đó thì quái bà sẽ có thể đắc đạo thành tiên rồi. Nếu như cô cũng đã ngộ ra chân lý, cho dù tu luyện từ đầu đắc đạo thành tiên thì đã sao chứ. Thôi thì dùng tiên pháp của ta cho thêm cơ hội hai chúng ta, để hai chúng ta đi lại con đường này từ đầu vậy. Đi lại con đường này từ đầu vậy quái bà sẽ như thế nào? Ta nếu như cô đã suy nghĩ kỹ con đường của chính mình nên đi như thế nào, cô sẽ không nhảy xuống dưới nữa. Vậy sau đó cũng sẽ không xuất hiện ta của hiện tại nữa đâu. Phu nhân, phu nhân, con cảm thấy hay là chúng ta quay về nhà thôi. Trên đường đi hình như không an toàn lắm. Đợi người của lão gia tới đón chúng ta, chúng ta hãy đi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi hết nửa đường rồi, nếu quay trở về cũng chưa chắc an toàn đâu. Hay là chúng ta cứ nhắm mắt đi cho tới cùng. Không sao đâu, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nhất định sẽ không sao. Hồ ly. Phu nhân, người đang nghĩ gì vậy? Tiểu điệp, chúng ta không đi huyện thành nữa. Phu nhân, vậy người không đi làm huyện lệnh phu nhân sao? Ta không muốn làm huyện lệnh phu nhân gì đó. Ta chỉ muốn làm lại bản thân mình, sống cuộc sống thật bình dị đơn giản thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Vậy lão gia tính sao đây? Nếu như chàng thật sự yêu ta, nhất định sẽ từ quan về quê thôi. Tiểu điệp, chúng ta về nhà thôi. Được. Đi.
Ông chủ, xe của chúng tôi sửa xong chưa? Ờ, xong rồi. Thank you.